Ngày 12 tháng 2, Công an Kiên Giang đã phục hồi điều tra hình sự, đồng thời tạm giam bị can Nguyễn Văn Thảo, 26 tuổi, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Thảo vừa bị bắt ngày 2 Tết vừa qua sau 2 năm bỏ trốn. Theo điều tra, vào trưa ngày 18 tháng 12 năm 2019, một công an viên phát hiện trên phần đất của ông nội Thảo có nhiều người tụ tập đá gà, ăn tiền. Người này liền giải tán. Đến tối cùng ngày, bực tức về việc bị dẹp trường gà, Thảo xông tới ôm và tưới xăng vào người nạn nhân, rồi lấy bật lửa nhiều lần nhưng không cháy. Thảo tiếp tục dùng thanh sắt đánh, dùng gạch ném vào nhà và dọa giết công an viên. Sau đó, Thảo đã bị công an xã đưa về trụ sở. Sau khi được công an cho về nhà để chờ kết quả giám định thương tật của bị hại, Thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã. Công an huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc đang thực hiện biện pháp tố tụng đối với Đào Quang Lập, sinh năm 1981, về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo điều tra, khoảng 19 giờ ngày 6 tháng 2, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Đào Quang Lập đang có hành vi trộm cắp tiền công đức tại khu vực Đền Thỏng, khu danh thắng Tây Thiên. Tăng vật thu giữ trong người đối tượng Lập gồm gần 1,2 triệu đồng. Tiến hành kiểm tra người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 gói nhỏ màu trắng, giám định sơ bộ là heroin. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ đối tượng nhí tấn công, cướp giật tài sản của người đi đường. Nhóm đối tượng này do Từ Tấn Phú, 18 tuổi và Trung Chí Phong, 19 tuổi cầm đầu. Đây là nhóm cướp có tuổi đời nhỏ nhất là 16 tuổi nhưng thủ đoạn gây án manh động, nguy hiểm, thường tấn công, cướp tài sản của người đi đường vào ban đêm. Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 2, trong lúc dừng nghe điện thoại, anh Phạm Gia Kiên, 16 tuổi, bị một nhóm thanh niên 6 người chạy trên 2 xe máy bất ngờ, xông tới chặn đầu và khóa đuôi xe. Khi anh Kiên phản kháng, thì nhóm này dùng dao đâm vào vai và đùi, rồi giật mất chiếc điện thoại iPhone 11 Pro. Nhóm này còn lục soát, lấy đi ví và xe máy của nạn nhân. Tính đến chiều ngày 11 tháng 2, công an đã bắt tổng cộng 8 thành viên trong nhóm băng cướp này.